Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Ở đây không có ai đón tiếp cô. Dù sao thì tôi cũng đã từng là con dâu của cô, cho nên cô cũng không cần phải nói nặng lời với tôi như vậy chứ. Giữa chúng ta bây giờ không có liên quan, cũng không có ràng buộc gì với nhau nữa. Đi ra khỏi đây ngay. Xét về tình thì có vẻ là như vậy, thế nhưng về lý thì có lẽ là không đâu. Con gái của tôi là con của anh Phong, là cháu nội của ông Quang, cho nên đương nhiên là nó có tên trong danh sách những người thừa kế của tập đoàn Vũ gia đấy. Vậy cho nên tôi thiết nghĩ rằng nếu như bây giờ mà bà đuổi tôi ra khỏi cái nhà này, xét theo pháp luật, e là không được đâu. Cô đúng là trơ trẽn, đồ vô liêm sỉ. Cô ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi đến đây để đòi hỏi quyền lợi chính đáng, chứ không phải là để ngửa tay để xin cô nhá. Đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Đi ngay! Cô về ngay đi. Anh đây rồi. Anh muốn có tên ở trong cái nhà Vũ gia này, có tài sản của họ mà ngại không dám lên tiếng, thì ngày hôm nay tôi tới đây tôi nói dùng cho. Cô đừng nói linh tinh.